tham ăn khuya Lê Dương Bảo Lâm mất luôn 18 triệu vì trái dưa chuột oan nghiệt. Đúng là chuyện thật như đùa, fan này chắc Lê Dương Bảo Lâm sợ đến già. Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm vừa khiến khán giả có một fan dở khóc dở cười khi thông báo mình bị mất 18 triệu chỉ vì một bữa ăn trên trang cá nhân. Theo lời kể của nam danh hài, vì bất giác đói bụng lúc nửa đêm nên đã tìm đồ ăn, nhưng chẳng may cặp răng sứ của anh cũng theo đồ ăn mà đi luôn. Lê Dương Bảo Lâm đau khổ chia sẻ, ta nói 89, nó dính không trượt phát nào, đầu năm tới giờ bấy bá rồi. Nửa phía đối bụng sợ mập, cắn trái dưa chuột, rớt cặp răng sứ 18 triệu. Nên hông nuốt, hông ấy đi gấp ra chắc cũng lên tới 20 triệu, có bạn nào tam tai hôn, làm quen nè. Răng sứ của nam danh hài bị rụng ra sau khi ăn quả dưa chuột oan nghiệt. Chỉ vì một bữa ăn khuya mà cặp răng sứ 18 triệu của nam danh hài đã ra đi mãi mãi. Bên dưới phần bình luận, nhiều bạn bè và người hâm mộ để lại lời an ủi tới Lê Dương Bảo Lâm. Cư dân mạng cho rằng đúng là hạn nên không thể tránh được. Theo Lê Dương Bảo Lâm thì anh chàng đang dính hạn tam tai. Năm 2019, những người sinh năm 1989 như anh sẽ gặp vận xui, dễ gặp tai nạn, dễ dính thị phi. Không làm ăn lớn và đề phòng pháp lý pháp luật. Mất cặp răng sứ 18 triệu đồng quả là đáng tiếc cho Lê Dương Bảo Lâm. Anh chàng xưa nay là người luôn tự tin vì hàm răng trắng sáng đều như hạt bắp của mình. Chắc hiện tại nam danh hài đã nhanh chóng trùng tu hàm răng của mình rồi. Bảo Lâm vừa mất tóc cách đây không lâu, giờ lại mất răng, thật quá đen cho anh chàng. Không chỉ bị cắt xô đột ngột, sự nghiệp lao đao, duyên với đàn ông của Cát Tường cũng đen chẳng kém. MC Cát Tường vừa bị cắt xô bạn muốn hẹn hò, lý do khiến nhiều người phải bất ngờ. Nhìn lại cuộc đời, đường tình duyên của đội MC, làm ai nấy cũng phải thương thay cho người phụ nữ hồng nhan bạc phận. Bị cắt xô đột ngột, gắn bó 6 năm với game show Bạn Muốn Hẹn Hò, MC Cát Tường bất ngờ bị ngừng xô, thay vào vị trí của Cát Tường là diễn viên Nam Thư. Sự thay đổi này khiến game show nhận phải làn sóng phản đối từ khán giả. Đặc biệt, những người yêu thích Cát Tường cảm thấy bị tổn thương sâu sắc khi thần tượng suốt 6 năm bị cắt vị trí này. Chia sẻ về lý do không còn tiếp tục dẫn dắt chương trình này, Cát Tường buồn bã. Nhiều người nói tôi đi chơi rồi về quay, nhưng tại người ta cắt của tôi, chứ tôi làm gì bỏ chương trình. Tôi làm Bạn Muốn Hẹn Hò đã 6 năm rồi, làm sao mà từ bỏ. Kinh tế của tôi khá lên, có thể cho con đi du học cũng nhờ chương trình này. Giờ đột ngột bị cắt tôi hụt hẫng, bị stress lắm. Cô nói thêm, Phi sẽ tìm một show mới tương tự để dẫn. Vì dù gì hiện tại cũng mất show rồi, cô cũng mong khán giả không bỏ mình. Người ta bỏ Tường rồi, quý vị khán giả đừng bỏ Tường nha. Game show này đã gắn với Cát Tường suốt 6 năm làm nghề. Theo như ban tổ chức chương trình, Cát Tường nghỉ show này để sang Mỹ thực hiện show khác có nội dung tương tự, nhưng Cát Tường đã lên tiếng phân bua. Show Hẹn Ăn Trưa tôi đã làm từ năm ngoái, nhưng bây giờ họ nói vì tôi đã làm chương trình khác nên họ mời người khác làm Bạn Muốn Hẹn Hò, Cát Tường nói. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này đã đem lại nguồn thu nhập ổn định cho Cát Tường. Theo bà mẹ đơn thân chia sẻ, cô đã gắn bó với chương trình này từ lâu, vì vậy bị cắt show đột xuất khiến cô gặp không ít khó khăn. Cuộc sống của cô Cát quả đã từng trải qua không ít khó khăn, đau đớn, đặc biệt trong đường tình duyên, hôn nhân Cát Tường lận đận vô cùng. Cuộc hôn nhân chóng vánh bên người chồng phụ bạc. Cát Tường chia sẻ cô từng có cuộc hôn nhân chóng vánh với người chồng Việt Kiều, gặp gỡ và tiến tới hôn nhân quá nhanh, vì vậy cuộc hôn nhân ấy cũng không được bền lâu do sự đổi thay của người đàn ông của cô. Anh ấy là Việt Kiều, anh ấy thương chị. Thông báo có bầu rồi thì cưới liền luôn, hai đứa yêu nhau đắm đuối lắm. Nhưng khi có bầu rồi sinh con, chị trở nên xấu hơn. Lúc về đây chăm con, ảnh cũng cố gắng. Tuy nhiên đến lúc con chị được một tháng tuổi là chia tay, anh ấy đi luôn. Trong tình yêu là phải tình nguyện, không thể nào chịu đựng nhau được đâu. Cát Tường từng buồn bã chia sẻ về câu chuyện của mình trên sóng truyền hình. Cuộc hôn nhân thất bại, Cát Tường cho biết sự thất bại trong tình yêu của cô khiến cô thành mẹ không tốt. Con gái Cát Tường không nhận được tình yêu thương từ mẹ nhiều vì quẩn quanh chạy show, Cát Tường gửi gắm con hoàn toàn cho bà ngoại. Con gái cô không muốn mẹ tái hôn, cũng không muốn mẹ sinh thêm em, thậm chí sẽ không bao giờ chấp nhận gọi đứa trẻ khác là em. Điều này càng khiến Cát Tường day dứt hơn vì biết con gái thiếu thốn tình cảm đến mức không muốn chia sẻ mẹ cho bất kỳ ai. Chia tay người yêu kém 13 tuổi trong thầm lặng. Cũng trong một show, Cát Tường tham gia vào năm 2015, cô công khai hẹn hò với người mẫu kém 13 tuổi, Minh Thành. Ngỡ tưởng hạnh phúc muộn của Cát Tường sẽ được bền lâu, thế nhưng chỉ một thời gian sau Cát Tường xác nhận chia tay.
Nói về mối quan hệ này, Cát Tường cho biết hai người có thời gian hẹn hò gặp gỡ và kết hợp ăn ý trong các chương trình truyền hình. Mối quan hệ này thực ra cũng chỉ dừng ở mức tìm hiểu, chứ chưa có sâu sắc để tiến xa hơn. Nghệ sĩ Thành Lộc, suốt buổi sáng má hấp hối, tôi ở nhà chờ nhưng không chờ được. Má rút hơi thở cuối cùng mà không được thấy đứa con nào bên cạnh, Thành Lộc chia sẻ. Mẹ nghệ sĩ Thành Lộc, nghệ nhân hát bội Nguyễn Thị Huỳnh Mai qua đời vào ngày 13 tháng 5, hưởng thọ 90 tuổi. Lễ tang của bà được cử hành tại nhà riêng thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 16 tháng 5, linh cữu của cố nghệ sĩ đã được hỏa táng tại Bình Hưng Hòa. Theo như nghệ sĩ Bạch Long, anh trai nghệ sĩ Thành Lộc cho biết, mẹ qua đời vì bệnh già, gia đình đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Di nguyện của cố nghệ sĩ là được hỏa táng, sau đó đem tro cốt rải xuống biển. Hai anh em nghệ sĩ Bạch Long, Thành Lộc và cha mẹ thời trẻ. Sức khỏe của nghệ sĩ Huỳnh Mai như ngọn đèn cạn dầu. Đúng với quy luật sinh tử của cuộc đời, trước ngày má đi khoảng một tháng, má bị ngã từ lúc má trường từ trên giường xuống và hình như đầu có va chạm. Từ lúc đó sức khỏe của má suy sụp rất nhanh. Người già khi bị cú ngã đó giống như ngọn đèn bị tạt đi khá nhiều dầu, nên sức khỏe xuống cấp nhanh chóng, Thành Lộc cho biết. Vào thời điểm mẹ Thành Lộc hấp hối, anh cứ vuốt đầu mẹ thì thầm vào tai, má ơi má cứ ra đi đi, đi cho nhẹ nhàng. Ông bà, ba đang đợi má, má yên tâm, con trưởng thành rồi, lớn rồi con tự lo được rồi, má không phải lo lắng gì cả. Sau đó Thành Lộc tiếp tục nói hoài bên tai mẹ, giống như nghệ sĩ Huỳnh Mai hay nói với anh còn nhỏ, mau hết bệnh nghe con, mau hết bệnh nghe con. Vào buổi sáng khi nghệ sĩ Huỳnh Mai ra đi, Thành Lộc không có mặt ở nhà, anh đang ở sân khấu tập tuồng. Trút hơi thở cuối cùng, mẹ anh không hề được thấy đứa con nào bên cạnh, nam diễn viên buồn bã chia sẻ. Giờ má đi rồi tôi lại yên tâm, má là người phụ nữ cả cuộc đời chỉ nghĩ tới chồng con, mà giờ còn phải chịu đau thể xác nữa thì tôi không cam lòng. Má tôi tuổi Canh Ngọ, cái tuổi mà Tử Vi nói lúc ra đi không được thấy người thân của mình. Khi má tôi qua đời, tôi đang đứng trên sân khấu tập tuồng ngày xưa, không có ở nhà. Thực ra suốt buổi sáng má hấp hối, tôi ở nhà chờ nhưng không chờ được phải đi tập vở. Tôi giao nhiệm vụ đó cho hai chị lớn. Hai chị cứ đứng kế bên đọc kinh cho má nghe, để má đi mà má không đi. Nhưng khi hai chị vừa bước chân quay ra nhà sau uống nước thì má đi. Má ra đi mà con cái không ai thấy, dù đang ở gần đó. Má trút hơi thở cuối cùng mà không được thấy đứa con nào bên cạnh. Tôi biết trong cuộc đời má chắc chắn cũng có lúc tủi thân vì có những lúc chồng và những đứa con không hiểu mình. Dù tới bây giờ chúng tôi cũng không biết bà tủi thân vì chuyện gì. Tôi không biết mình có lầm lỗi gì mà tới lúc này khi má đã ra đi mình vẫn không hay biết về lỗi lầm ấy với người đã sinh ra mình. Nghệ sĩ Thành Lộc chia sẻ với báo chí. Loạt khoảnh khắc đáng yêu của quý tử nhà Nguyệt Ánh Cổng Mặt Trời và chồng Ấn Độ. Không chỉ một mà Nguyệt Ánh đã chia sẻ loạt ảnh của quý tử đầu lòng với nụ cười rạng rỡ đáng yêu khiến người hâm mộ mê mệt. Bộ ảnh đáng yêu của hai mẹ con Nguyệt Ánh khiến fan vô cùng thích thú. Thậm chí Tăng Thanh Hà cũng vào thả tim cho con trai nữ diễn viên. Nhân dịp ngày của mẹ vừa qua, nữ diễn viên Nguyệt Ánh đã cùng con trai đầu lòng thực hiện bộ ảnh hai mẹ con với bối cảnh đơn giản là trong phòng ngủ của cậu quý tử. Hai mẹ con nữ diễn viên Cổng Mặt Trời diện trang phục giản dị và đồng điệu. Mới 8 tháng tuổi nhưng Nanda, tên thân mật của con trai Nguyệt Ánh đã dạn dĩ và tự tin diễn xuất trước ống kính. Vẻ đáng yêu của cậu bé trong lần đầu làm mẫu khiến ai nấy cũng phải đổ gục. Vẻ đáng yêu con trai Nguyệt Ánh cũng hấp hồn cả Tăng Thanh Hà. Cô trúc của Bỗng Dưng Muốn Khóc đã thả tim cho khoảnh khắc dễ thương của hai mẹ con. Quý tử nhà Nguyệt Ánh sở hữu nhiều nét đẹp của cả bố lẫn mẹ, với mái tóc đen dày, đôi mắt tròn, hàng lông mi cong và làn da trắng. Với việc bộc lộ năng khiếu từ sớm thế này, cô hoàn toàn tin tưởng có người nối nghiệp mẹ trong tương lai. Con trai Nguyệt Ánh đã hơn 8 tháng tuổi, bé đã chập chững biết đi. Nguyệt Ánh cũng tâm sự khi nói về việc chăm con khiến cô khá vất vả, không còn thời gian ngủ nghỉ. Nhưng khi đi làm xa, nữ diễn viên nhớ con đến không ngủ được. Mỗi lần đi đâu là nhớ không biết đường nào, công việc quá nhiều nên mỗi khi xong là về với con ngay. Nữ diễn viên tâm sự. Con trai Nguyệt Ánh tên ở nhà là Nanda, chào đời hồi tháng 8 2018. Bé là con đầu lòng của nữ diễn viên và ông xã người Ấn Độ Eswarao.
chồng Nguyệt Ánh là người Ấn Độ làm thầy dạy yoga. Theo chia sẻ của cả hai vợ chồng sẽ đưa con đi du lịch tại Nhật Bản, đây là chuyến đi xuất ngoại đầu tiên của cậu bé. Không ngoa khi nói rằng tất cả các dàn diễn viên của Cổng Mặt Trời đều có những đứa con rất đáng yêu và hot như cả bố mẹ. Hàng loạt nghệ sĩ ra đi, Hồng Vân lo lắng về Mai Phương. Cô ấy biết chuyện gì sẽ đến và sẵn sàng đón nhận. Buồn và hụt hẫng, lẫn hoảng loạn vì quá nhiều người ra đi, Hồng Vân chia sẻ. Đã tròn 49 ngày kể từ khi nghệ sĩ Hai Anh Vũ qua đời. Vừa qua ngày 16 tháng 5, người thân đã tổ chức lễ cầu siêu cho nam danh hài tại chùa Ấn Quang, thành phố Hồ Chí Minh. Trong lễ viếng, nhiều nghệ sĩ thân thiết như nghệ sĩ nhân Hồng Vân, nghệ sĩ Gia Bảo, nghệ sĩ Quốc Thuận, nghệ sĩ Minh Nhí đã có mặt để cùng gia đình cầu siêu và tiến hành lễ cúng thật trang nghiêm cho anh. Từ sáng sớm, nghệ sĩ nhân Hồng Vân đã có mặt tại chùa. Hồng Vân cùng ngồi tụng kinh cầu siêu cho người em thân thương của mình. Cảm xúc của tôi hiện tại rất vui vì từ lúc Vũ mất đến nay đã 49 ngày, mọi chuyện đều rất suôn sẻ. Có cảm giác như Vũ vui khiến cho mọi thứ rất thuận lợi, Hồng Vân chia sẻ. Nhìn lại chưa đầy nửa năm, nhưng quá nhiều nghệ sĩ tài năng ra đi, Lê Bình, Mạnh Tràng, Giang Châu và mới đây nhất là nghệ sĩ Huỳnh Mai, mẹ Thanh Lộc. Buồn và hụt hẫng lẫn hoảng loạn vì quá nhiều người ra đi, hôm qua mới là má anh Lộc, tôi không dám hỏi những điều gây xúc động cho Mai Phương. Tôi nghĩ Mai Phương bản lĩnh nên cô ấy sẽ không yếu đuối, đến mức hay lo sợ. Ngay bây giờ trên Facebook, cô ấy vẫn chia sẻ giới thiệu sản phẩm cho các nhãn hàng, vẫn đi làm từ thiện. Cô ấy là một người can đảm, cô ấy sẽ biết chuyện gì sẽ đến và sẵn sàng đón nhận. Nghệ sĩ nhân Hồng Vân trùng tâm trạng lo lắng cho Mai Phương. Một số chia sẻ của Mai Phương trên trang cá nhân, dù biết mình đang mắc ung thư, nhưng nữ diễn viên vẫn lạc quan, vui vẻ chữa bệnh. Mai Phương và Ốc Thanh Vân đi du lịch ở Vương quốc Bhutan. Diễn viên Mai Phương 33 tuổi, cô từng là gương mặt được khán giả màn ảnh nhỏ yêu thích qua nhiều vai diễn. Trong những Thiên Thần Áo Trắng, Một Ngày Không Có Em, Sống Đời, Cuộc Phiêu Lưu Của Hai Lúa. Tháng 8 2018, giới nghệ sĩ Việt và khán giả không khỏi bàng hoàng trước thông tin Mai Phương phải nhập viện điều trị vì mắc bệnh hiểm nghèo. Cô được các bác sĩ chẩn đoán bị ung thư giai đoạn 2, đã di căn sang xương. Hoàn cảnh của nữ diễn viên khiến nhiều người thêm xót xa, bởi khi ấy cô đang là mẹ đơn thân, nuôi một con gái 5 tuổi và hai mẹ con vẫn đang phải ở nhà thuê. Sau một thời gian nằm viện điều trị, sức khỏe của Mai Phương dần hồi phục. Cô không còn phải nằm một chỗ hay ngồi xe lăn và có thể tự đứng dậy đi lại nhẹ nhàng. Ngoài việc xạ trị, cô được kết hợp điều trị bằng thuốc chống hủy xương. Điều kỳ diệu đã đến với Mai Phương nhờ cơ thể cô thích ứng với phương pháp điều trị và chưa phải hóa trị.